anh sẽ phải đứng bằng một chân và để Savaline trên đầu suốt đêm. Kính chào thần Shiva. Kính chào thần Shiva. Kính chào thần Shiva. Kính chào thần Shiva. Con sẽ không để lễ sám hối của ba trở nên vô ích đâu. Và con sẽ giúp đỡ ba cả đêm ba. Ba của con đã quên mang theo dừa rồi. Con sẽ đưa nó cho ba chứ. Không, con sẽ không đi đâu cả. Con đang bị đau đầu lắm. Con đang bị đau đầu vì con đang căng thẳng quá mức. Uống chút thuốc và nghỉ ngơi đi. Mẹ sẽ nói Ramu đi lấy dừa. Ba ơi, cảm ơn thần linh vì ba đã làm được điều đó rồi. Ai đó đã làm mình tỉnh táo bằng cách trùng chuông suốt đêm. Điều đó chắc chắn là Kali rồi. Anh đã làm điều đó có phải không? Vâng, tôi đã làm như bà yêu cầu. Đúng như những gì bà đã nói. Nói dối. Không, bà đã làm chính xác những gì mà bà yêu cầu rồi mà. Một lời nói dối chất trắng trợn. Không, bà Chaudhary, tôi đang nói sự thật. Tôi đã làm chính xác những gì mà bà yêu cầu tôi làm. Tôi đã đứng bằng một chân và tụng thần chú suốt đêm. Tôi biết là anh đã làm điều đó. Nhưng mà điều kiện là anh sẽ làm lễ sám hối mà không cần sự giúp đỡ của bất cứ ai. Nhưng mà ai đó đã giúp đỡ anh. Tôi nghĩ là người hầu của anh. Vì vậy lễ sám hối này sẽ được coi là chưa đủ. Bà đang nói gì vậy? Tôi sẽ xem xét lại quyết định của mình về hôn sự này. Không, không, không. Làm ơn, đừng làm như vậy. Tôi sẽ thử lại vào ngày mai. Dạ đúng, ba con sẽ thử lại. Ba sẽ làm lại như lời của bà nói. Đó là không thể.
Một khi không thành công thực hiện lễ sám hối, anh sẽ không thể thực hiện đó trong 5 năm tới. Lễ sám hối của anh đã không thành công rồi anh Siha. Và bây giờ chỉ có một giải pháp, là anh sẽ phải làm hài lòng người mẹ của trái đất. Anh sẽ phải lại sám hối một lần nữa. Và để tôi nói cho anh rằng, điều đó sẽ không hề dễ dàng. Ba ơi, dù khó khăn đến đâu, ba cũng phải làm. Xin ba đó, ba đừng từ chối. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cho công chúa của tôi. Được rồi, bây giờ anh hãy sẵn sàng để mà được chôn sống. Sao vậy? Anh lo lắng hả? Nói đi nào, anh sẽ làm điều đó hay là tôi sẽ hủy đám cưới đây? Cái chuyện đó rất là nhỏ nhặt thôi. Anh nên làm, hay là cần suy nghĩ nữa? Ba ơi, con xin ba đừng từ chối vì hôn sự của con và Du. Làm ơn đi mà ba, con xin ba đó. Tôi sẽ làm điều đó, thưa bà Chaudhary. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì mà bà yêu cầu tôi. Được rồi, tôi sẽ chọn thời điểm tốt lành. Gặp tôi ở sân trước của đền Rama. Đi thôi thưa ông. Chuyện gì vậy thần Rama? Tại sao con cảm thấy rằng nó vẫn rối tung như vậy? Giống như có điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra. Du à, đây chính là thiệp cưới của con. Bà muốn con đi dâng nó cho nữ thần tổ tiên của chúng ta. Nếu con đi đến đền thờ bây giờ, con sẽ quay lại vào buổi tối. Bây giờ sao? Bà muốn con dâng nó lên đền thờ, nên bà mới nói với con. Sao vậy? Con đang nghĩ là bà sẽ làm gì đó khi con đi vắng, có phải vậy không? Thôi kệ đi, bà sẽ tự mình đi dâng nó lên thần linh. Lẽ ra bà không nên hỏi con. Không, con sẽ đi đây. Nhưng bà phải hứa với con rằng bà sẽ không làm bất cứ điều gì con không thích khi mà con vắng mặt. Và bà biết điều gì làm con tức giận rồi đó. Vậy nên con hy vọng bà sẽ không làm bất cứ điều gì như vậy khi con vắng mặt. Được rồi, con đã trở nên rất là thông minh rồi đó. Được rồi, bà hứa với con rằng bà sẽ không làm điều gì mà con không muốn bà làm. Du à, con đừng lo, có chị ở đây rồi mà. Dì sẽ cho con biết nếu có bất kỳ vấn đề gì. Kali, con có ổn không vậy? Con không có bị thương có phải không? Đưa bà xem tay của con đi nào. Đi, đi bôi thuốc mỡ đi con. Ba, ba đã làm gì vậy? Chị ấy đã phá hỏng lễ sám hối của ba. Và thay vì mắng mỏ chị ấy thì ba... Tại sao ba phải mắng chị con? Bởi vì chị con lo lắng cho ba sao? Có phải vậy không?
Chị con rung chuông suốt đêm để ba không bị mất thăng bằng và ba ngã xuống, để mà con nói điều đó sao? Con Alo, Kali. Anh xin lỗi. Anh nói là anh xin lỗi. Anh đã nói chuyện với bà nội của anh rồi. Và với em muốn. Thật sao? Bà đã nói gì với anh? Bà nói là bà sẽ không làm gì mà anh không thích nữa. Bà đã hứa rồi. Điều đó có nghĩa là bà anh không phản đối đám cưới của anh và Gauri, có phải vậy không? Thật sự thì em luôn quan tâm đến Gauri nhỉ? Tất nhiên rồi. Sao em có thể nghĩ được điều gì khác vào lúc này ngoài đám cưới của Gauri chứ? Phải. Tại sao em lại nghĩ đến một điều gì khác nữa chứ? Dù sao thì anh cũng sẽ đến Patna. Anh sẽ quay lại vào buổi tối. Tạm biệt. Mình đoán là anh ấy đang vội. Nhưng mà không sao, ít nhất anh ấy đã nói chuyện với bà của mình. Và bây giờ mọi thứ sẽ ổn thôi. Ramu à? Dạ. Tôi không thể nhìn thấy ai ở nhà cả. Mọi người đã đi đâu rồi? Tôi không biết. Người trang trí sẽ đến ngày hôm nay. Và ba thì không có ở nhà. Ông ấy sẽ gặp ba như thế nào đây? Có điều gì đó đang không ổn. Không không. Dù đã nói với mình rồi, rằng anh ấy đã nói chuyện với bà rồi, không có gì sai có thể xảy ra. Bà của con rất là bướng bỉnh, con có biết không? Và lần này ông Ziha sẽ bị đặt vào quan tài và sẽ bị chôn. Anh ta cần phải dâng lời cầu nguyện trong 4 giờ đó. Và chuyện này sẽ thực hiện ngày hôm nay. Mẹ, mọi người ở đâu vậy? Tại khu đất gần Rama đó. Có lẽ đó là lý do Chu bị đuổi đi. Mình sẽ phải gọi và nói với nó. Mình không thể nào liên lạc được.
Alo, mẹ mang gì? Kali à? Sao chứ? Gauri, bà đâu rồi? Bà đâu rồi hả? Có chuyện gì vậy mọi người? Tại sao các người có thể làm điều này chứ? Và Gauri, em muốn kết hôn đến mức em thậm chí không quan tâm đến ba sao? Tại sao em lại làm điều này hả? Nói đi, ba đang ở đâu? Làm ơn đi bà Chaudhary, con xin bà. Xin bà, xin hãy dừng việc này lại đi. Làm ơn nói cho con biết ba con đang ở đâu rồi. Im miệng. Hãy im lặng đi. Thì đừng làm phiền ta nữa. Cô là ai mà can thiệp vào mọi vấn đề của ta hả? Ta không tranh cãi với người giúp việc cho cô. Đi đi. Không, con sẽ không để điều này xảy ra đâu. Bà ơi, bà đang ở đâu rồi? Lạy thần Rama, xin hãy giúp đỡ con. Con cầu xin người. Bà đang ở đâu? Kali, dừng lại đi. Kali, chị đang làm gì vậy? Kali, hãy dừng lại đi. Kali, tại sao chị lại làm việc này chứ? Kali, chị đang làm gì vậy? Kali, dừng lại đi mà. Kali, đừng làm như vậy. Kali. Kali. Ba ơi!
Ba ơi, đưa tay cho con. Ba ơi. Ba ơi. Ra ngoài nào.